Tập 22. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây trước mặt Thượng Đế và các khách mời là vì hôn lễ thần thánh của đôi người mới Lý Hy Bình tiên sinh và cô Đới Nhung. Nếu như có bất cứ ai biết có lý do gì để phản đối cuộc hôn nhân này thì mời hãy nói ra, hoặc là duy trì sự im lặng mãi mãi. Lý Hy Bình tiên sinh, anh có bằng lòng lấy cô Đới Nhung làm vợ không? Tôi bằng lòng. Bất luận tương lai cô ấy giàu hay nghèo túng, bất luận tương lai cơ thể cô ấy mạnh khỏe hay bệnh tật, anh đều bằng lòng ở bên cô ấy mãi mãi hay không? Đúng vậy, tôi bằng lòng. Cô Đới Nhung, cô có bằng lòng gả cho Lý Hy Bình tiên sinh hay không? Nếu như không có tờ hôn ước đó thì muội có đồng ý với ta hay không? Muội không biết. Muội không biết. Ta bảo muội nhìn vào ta. Tôi bằng lòng. Bất luận tương lai anh ấy giàu hay nghèo túng, bất luận tương lai cơ thể anh ấy mạnh khỏe hay bệnh tật, cô đều bằng lòng ở bên cạnh anh ấy mãi mãi hay không? Chỉ vì lộ lộn Quynh Nương thôi sao? Ta đã nói với muội đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thuận ca, Quynh đừng nói nữa. Sư tỷ, vì ta đã làm việc có lỗi với Quynh. Đúng vậy. Lão gia tử, chuyện duyên phận chúng ta cũng không thể cưỡng cầu được. Lý Hy Bình cũng là đồ đệ của ông mà. Dù gì nước phù sa của chúng ta cũng không chảy ruộng ngoài, có phải không? Lúc đầu việc này phải trách bản thân ta. Ta không nói nữa. Lát nữa Nhung Nhung ra đây thì đưa nó về Thái Cốc đi. Ta đi trước đây. Ông muốn đi đâu vậy? Đi lung tung thôi. Trong lòng bí bách, khó chịu quá. Đi giải tỏa tâm trạng. Nhung Nhung, lão gia tử nói trong lòng ông ấy bùng bực nên ra ngoài một chút. Ông ấy là người cổ hủ, không tiếp nhận được những thứ của người Tây. Cô xem, đến chiếc xe tôi tặng ông ấy cũng không cần có phải không? Những người sống qua thời đại của ông ấy đều bị bọn người Tây chọc giận. Cô phải hiểu cho họ. Nhung Nhung à, cậu chủ, Quynh đừng nói nữa. Tôi hiểu. Hiểu là tốt.
ấm lạnh vừa đủ. Nhung Nhung, cởi giày ra đi. Cởi giày ra, ta rửa chân. Những việc này nên là do ta làm mới phải. Đâu có liên quan gì đâu chứ. Nàng quên là trước đây ta đã từng lấy nước rửa chân cho nàng sao? Hồi nhỏ, đến cả nước tắm cũng là ta với sư ca. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Nhung Nhung, hôm nay ta có thể cùng với nàng là phúc phần to lớn của ta. Ta biết nàng gả cho ta khiến nàng chịu không ít quỷ khuất. Nàng yên tâm, sau này chỉ cần có Lý Hy Bình ta còn sống thì tuyệt đối sẽ không để nàng phải sống tháng ngày đau khổ đâu. Sau này đừng lấy nước cho ta nữa. Đại thiếu đầu, sổ sách này cuối cùng cũng tính toán xong rồi. Sao lại lỗ nhiều vậy? Mấy tháng nay việc làm ăn của chúng ta đều là thua lỗ. Bởi vì chiến tranh, được các loại thuế quan trên đường vận chuyển nhiều hơn trước đây mấy chục lần. Tiền kiếm về cũng không tăng lên. May mà không bị mất tiêu, thất lạc tiêu đó. Bây giờ tiêu đúng thật là khó đi. Chúng ta đi mưa đi gió, tiền kiếm được để cho bọn cẩu tặc quan binh ăn hết. Quân phiệt khắp nơi nhiều không đếm xuể. Tùy tiện lập một chốt là lại thu tiền, không hề coi thẻ thông hành của chính phủ ra gì. Trước đó những thổ phỉ chúng ta lo lót cũng chỉ cần tặng chút lễ vật ngày lễ ngày Tết là xong. Nhưng bọn làm quan binh bây giờ như là lũ sói ăn không biết no. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Một là tăng tiền tiêu lên, không thì chúng ta phải dừng việc làm ăn lại thôi. Dừng việc làm ăn thì mọi người lấy gì mà ăn? Nhưng nó cứ tiếp tục lỗ như vậy, ai mà chịu được? Cậu nói xem. Được rồi, Đại tiêu đầu, cậu phải nghĩ cách gì đi. Chuẩn quỷ, làm phiền ông tính toán xem tiền tiêu của chúng ta phải tăng lên bao nhiêu thì mới không bị lỗ. Đại tiêu đầu, đây không phải là vấn đề tăng lên bao nhiêu. Khách hàng của chúng ta đây là những khách hàng đã làm việc nhiều năm. Nếu tiền tiêu thay đổi, sợ là thời thế thay đổi rồi, nên phải thay đổi linh hoạt. Làm phiền ông giải thích rõ ràng với người ta. Cậu là đại tiêu đầu, cậu nói là được. Tôi biết khoảng thời gian này mọi người đều khó sống, nhưng mà chuyện gì cũng phải nghĩ cách tích cực một chút. Tin là cục diện này chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn cũng sẽ qua. Ai là đại tiêu đầu? Là tôi. Xin hỏi, lữ đoàn trưởng Hứa của chúng tôi nghe nói đại tiêu đầu tân hôn, tôi tuân lệnh mang đến một phần quà chúc mừng. Mời đại tiêu đầu nhận lấy. Tôi với lữ đoàn trưởng Hứa không có qua lại. Món quà lớn thế này, lữ đoàn trưởng Hứa của chúng tôi đã nói, lần đầu lạ, lần sau quen. Mong đại tiêu đầu không cần khách sáo.
Mấy ngày trước bọn họ mời cha làm giáo đầu quân đội gì đó, nhưng bị cha làm cho mất mặt. Hôm nay lại đưa đến món quà lớn như vậy, cũng không biết là có chủ ý gì. Nếu như ta không nhận thì đám người đó cũng không phải dễ nói chuyện đâu. Nếu như nhận tặng lễ, chắc chắn có điều cần nhờ. Thôi vậy, mặc kệ hắn có chủ ý gì, ngày mai mang quà trả lại cho bọn họ. Hy Bình, lập trường của chàng nhất định phải vững. Nàng sợ ta phá hỏng mất quy định của Tiêu Môn sao? Ngày mai khi mang quà trả lại cho bọn họ, nói chuyện khéo léo một chút, đừng giống như sư ca. Yên tâm đi, ta biết rồi. Xem ra đã tiêu đầu cậu coi thường họ Hứa ta rồi. Lữ đoàn trưởng Hứa hiểu nhầm rồi. Có câu võ công không nhận thưởng. Lữ đoàn trưởng Hứa là quan phụ mẫu của Hy Bình. Dựa theo quy định, Hy Bình phải đến chiếu kính Lữ đoàn trưởng từ lâu rồi mới phải. Quy định. Nói hay lắm, cậu hiểu quy định. Xem ra cậu là người hiểu chuyện rồi đây. Đâu có. Sau này việc của Thái Cốc Tiêu Cục còn phải trông mong Lữ đoàn trưởng chiếu cố nhiều hơn. Được thôi, được thôi. Nào, ngồi đi, ngồi. Nói đến quan tâm thì hiện tại đúng là vừa hay có một việc cần phải quan tâm cậu một chút. Lữ đoàn trưởng nói đến là chuyện làm giáo tập cho quân đội đó sao? Đó đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Vốn dĩ là ta cũng chỉ lấy cái đó làm cái cớ để đi bái phỏng đến lão gia tử mà thôi, cũng là tôn trọng. Nhưng không ngờ là... Thôi vậy, chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Vậy Lữ đoàn trưởng nói đến là ta có một thân thích làm chút buôn bán nhỏ sân Tây, giờ muốn chuyển một ít hàng hóa từ tỉnh ngoài vào. Cậu cũng biết đấy, thế đạo bây giờ khắp nơi binh đao loạn lạc, bọn ta lo lắng chỗ hàng này đi được nửa đường, lỡ như có sơ suất gì thì việc làm ăn nhỏ này cậu ta không đền nổi được. Hiểu rồi.
Con đường thông lộ của Thái Cốc Tiêu Cục đã đi qua mười mấy tỉnh. Nếu như Lữ đoàn trưởng không chê, có thể để chỗ hàng của quý thân thích cho chúng tôi vận chuyển. Ta đã nói cậu là một người hiểu chuyện rồi mà. Quả nhiên là không nhìn nhầm. Có điều về tiền thì đó đều không phải là vấn đề gì cả. Nếu như Lữ đoàn trưởng không chê thì cứ để cho Hy Bình lo liệu tất cả. Cậu hiểu nhầm rồi. Ta không có ý đó. Vậy ý của Lữ đoàn trưởng là, ý của ta là vụ làm ăn này không bằng chúng ta cùng nhau làm. Dám hỏi Lữ đoàn trưởng muốn vận chuyển loại hàng nào vậy? Lữ đoàn trưởng, Tiêu Môn cấm chuyển thuốc phiện sống. Việc này tôi e là không giúp cho ngài được. Cáo từ. Đứng lại. Sao vậy? Vừa nãy cậu là một người hiểu chuyện, vừa quay mặt đã khinh suất ta rồi. Giờ là thời đại nào rồi? Sao cậu vẫn còn bảo thủ với mấy thứ quy định cũ nát của Tiêu Môn nhà cậu thế? Cậu cũng không mở to mắt ra mà nhìn xem. Với bầu trời này bây giờ, khắp nơi điều gì không có tiền mà nghèo đói đến chết. Chưa từng nghe nói đến ai vì nhiều tiền mà bị chết cả. Cho dù Thái Cốc Tiêu Cục nhà cậu danh tiếng có lớn đến đâu, ta từ nhỏ đã nghe nói đến danh hiệu của các cậu. Nhưng danh tiếng lớn thì có cái tác dụng gì chứ? Những người làm tiêu sư như các cậu nghèo đến nỗi sắp đói cơm rồi đúng không? Cậu dậy sớm ngủ muộn, luyện được một thần công phu này, vất vả khổ sở đi một chuyến tiêu mới kiếm được vài đồng tiền mua rau. Nói không chừng ngày nào đó vì đi tiêu còn phải nạp cả mạng, đáng không? Ta nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng là ta đang nhờ cậu giúp đỡ. Ta là đang tìm một con đường phát tài cho cậu. Truyền lời của ta xuống. Bắt đầu từ ngày hôm nay, phàm là trong nhân gian có người mang theo súng, bất kể là người đó làm việc gì, nhất định không được đi vào Thái Cốc. Vâng. Sao vậy? Đại tiêu đầu, xảy ra chuyện rồi. Tiêu của chúng ta bị người ta cướp mất rồi. Là thổ phỉ của núi nào? Không phải thổ phỉ, là người của Lữ đoàn trưởng Hứa. Nói Sơn Tây phải dẹp loạn thổ phỉ. Bây giờ phàm là người có mang theo súng đều không được tùy tiện đi lại. Quét sạch thổ phỉ là dẹp đến trên đầu Tiêu Môn của ta rồi. Hỏng rồi. Chuyến tiêu này rất quan trọng. Muộn ngày thì chúng ta không đền được đâu. Lữ đoàn trưởng Hứa, có cần phải làm tuyệt tình đến vậy không? Không phải ta làm chuyện tuyệt tình. Thực sự là gì Hy Bình lão đệ cậu không gửi lại cho ta chút đất thừa nào để sống. Nhưng chuyến tiêu này tôi nhất định phải đi. Quân lệnh khó trái, đừng trách ta không thể làm gì được. Lữ đoàn trưởng Hứa, hàng của quý thân thích định khi nào thì cần vận chuyển vậy? Dưới bầu trời này bây giờ, khắp nơi điều gì không có tiền mà nghèo đói đến chết. Nhưng chưa từng nghe nói đến ai vì nhiều tiền mà bị chết cả.
Cho dù thái cốc tiêu cục nhà cậu danh tiếng có lớn đến đâu, ta từ nhỏ đã nghe nói đến danh hiệu của các cậu. Nhưng danh tiếng lớn thì có tác dụng gì chứ? Những người làm tiêu sư như các cậu nghèo đến nỗi sắp đói cơm rồi đúng không? Cậu dậy sớm ngủ muộn luyện được một thân công phu này, vất vả khổ sở đi một chuyến tiêu mới kiếm được vài đồng tiền mua rau. Nói không chừng ngày nào đó vì đi tiêu còn phải nạp cả mạng, đáng không? Quân phiệt khắp nơi nhiều không đếm xuể, tùy tiện là một chốt là lại thu tiền, không hề coi thẻ thông hành của chính phủ ra gì. Trước đó những thổ phiệt chúng ta lo lót cũng chỉ cần tặng chút lễ vật ngày lễ Tết là xong. Nhưng bọn làm quan binh bây giờ đều là lũ sói ăn không biết no, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Một là tăng tiền tiêu lên, không thì chúng ta phải dừng việc làm ăn lại thôi. Dừng việc làm ăn thì mọi người lấy gì mà ăn? Hy Bình, lập trường của chàng nhất định phải vững. Nàng sợ ta phá hỏng mất quy định của Tiêu Môn sao? Một ngày đẹp như thế này không ra ngoài đi lại, không có tâm trạng. Sao vậy chứ? Con cũng không biết nữa. Nói chung là không thoải mái, làm gì cũng không có sức. Có phải là bị ốm rồi không? Đúng vậy, đúng là con có bệnh. Trên núi dưới núi này, bất kể là nhìn cái gì cũng chỉ thấy một chữ: phiền. Con đừng nói với ta là bệnh của con là bệnh tương tư đấy. Người cũng đừng có khích con, không chừng đúng là mắc bệnh tương tư thật rồi. Nhà đầu, cái lợi hại ở trong đó ta đã nói hết với con rồi. Vậy thì cũng làm sao? Người bị bệnh rồi, không còn là chính mình nữa. Hắn chỉ là một tên đọc sách, làm việc buôn bán hay là trồng trọt chăn nuôi, ta cũng sẽ không ngăn cản con. Nhưng hắn lại cứ là một tên vận chuyển tiêu. Ta sợ là Tiêu Môn không dung được con. Con biết rồi à? Người không cần phải lo cho con đâu. Năm con được 2 tuổi, vừa biết nói chuyện. Lúc đó Quân Thanh Diệt Phỉ rất gay gắt. Những huynh đệ trên núi, người chết thì chết, người chạy thì chạy, không còn lại bao nhiêu người. Lúc đó ta nghĩ muốn liều với bọn chúng, cho dù cá chết lưới rách. Nhưng cứ nhìn thấy con, ta lại không đành lòng. Nhất là khi nghe con gọi tiếng cha trong trẻo đó.
Ta đành để cho bà mụ nấu cơm ở trên núi, lén lút đưa con xuống núi. Nhưng không được mấy ngày ta đã nhớ con rồi, lén lút chạy xuống núi thăm con. Con vừa nhìn thấy ta liền gọi to: cha, bế con đi. Cha, cõng con đi. Trong lòng ta khi đó không còn cách nào, ta lại ôm con đưa lên núi. Vừa lên đến lưng núi thì gặp phải quân Thanh Mai Phục. Bọn chúng đến để tập kích bất ngờ Hạc Tử Linh. Ta phải ôm chặt con, chém giết không ngừng, cho đến khi các huynh đệ trên núi đánh xuống đến nơi. Có trong lòng ta không kêu một tiếng nào, cứ nhìn ta như vậy. Thấy chém, thấy giết. Hạc Tử Lĩnh giữ lại được rồi. Ta vẫn luôn nghĩ là con chính là phúc tinh của ta. Nên cứ như thế giữ con lại ở trên núi. Bây giờ xem ra là ta đã hại con rồi. Ngươi đừng nói nữa. Chuyện của con có chừng mực. Là có chừng mực hay là trong lòng đã có chủ ý rồi? Con đường trước mặt, nếu như có súng đạn, con sẽ dòng đường khác. Chỉ sợ con không dòng được mà xông thẳng lên. Cha, cha, người hiểu con chỉ có cha thôi. Con gái lớn không theo cha nữa rồi. Có thổ phỉ các huynh đệ, có thổ phỉ, có thổ phỉ. Chú ý ẩn nấp. Ẩn nấp. Ẩn nấp. Quay lại. Quay lại đi. Cẩn thận súng đạn. Đám gia quả này chỉ biết đòi lương thực, đòi ăn. Gặp thổ phỉ thì chạy thục mạng là sao? Chúng ta chạy trốn đi bảo toàn tính mạng. Đừng chạy. Chạy đi đâu hả? Đứng lại. Điện ngữ trên xe làm thế nào? Không là được nhiều. Chúng ta mau đi thôi. Chạy à? Chạy đi. Sao không chạy nữa? Chạy mệt rồi à? Tháo súng của hắn ra cho ta. Đưa ta. Đưa đây. Ta nói cho ngươi biết, ta là người của lữ đoàn Thượng Vũ đấy. Còn dám mạnh miệng. Các ngươi mau chóng thả ta ra. Ngươi là ai hả? Ngươi là ai hả? Hồi đại gia, tôi là người hát kịch, đều là người lăn lộn kiếm ăn trên giang hồ cả. Xin hãy tha cho tôi một mạng. Mau gia, hai kịch cũng coi như là người giang hồ, dựa theo quy định đều ăn cơm giang hồ cả, không cướp. Hát kịch à? Hát cho ta một đoạn đi. Trương tiên sinh, đợi đã. Xuống đây hát. Trương tiên sinh, ông phải nghe hiệu lệnh của ta một cách đàng hoàng đó nha. Gọi Trương Sinh đang nắp dưới bàn cờ này. Ta đi từng bước, ngươi bò từng bước. Dám to gan, ngậm đắng nuốt cay thôi, sợ hãi.
chuyện này ông khiến ta tâm loạn rối bời, cũng coi như là một đoạn giai thoại phong lưu. Nghe hiệu lệnh, không ai được kinh động đến ông ta. Đại gia, tôi hát xong rồi, ngài còn gì phân phó nữa không? Hay, hát hay lắm. Hay là về cùng với ta hát thêm vài ngày đi. Việc này không muốn hả? Bằng lòng, bằng lòng. Đại gia, tôi không biết hát kịch, ngài thả tôi ra đi. Tôi dập đầu với ngài, dập đầu với ngài, dập đầu. Ta là lo cho ngươi. Tiểu Thúy Bảo mà ngươi cần bảo vệ đánh mất rồi, thì quay về ngươi biết ăn nói thế nào hả? Không sao đâu, không sao đâu. Chỉ cần ngài thả tôi ra làm trâu làm ngựa, kiếp sau tôi xin được báo đáp, xin được báo đáp. Còn nói không biết hát kịch, cả miệng toàn là lời kịch. Tôi thực sự không biết hát kịch bà. Tôi thực sự không biết. Biết nghe không? Biết nghe, biết nghe, biết. Tiểu Thúy Bảo, hát cho hắn nghe một đoạn gì đấy. Cái gì mà sai cái gì đấy? Rượu gì đấy đấy? Quý phỉ sai rượu, đại gia. Quý phỉ sai rượu. Bắt đầu đi. Quay về nói với lữ đoàn trưởng Vũ các ngươi, Tiểu Thúy Bảo bạn tốt của hắn bị Hạc Tử Lĩnh cướp đi rồi. Huynh đệ, cậu đúng là làm nở mày nở mặt các tiêu môn trong kinh thành. Đại tổng thống đích thân tặng ngự biển, thật tài giỏi. Đại tổng thống đó chính là đương kim hoàng thượng đó. Có được tấm ngự biển này, mặc kệ là người nào đều phải ngước mắt lên nhìn cậu. Huynh nói đùa rồi. Bất kể là trên tường treo biển gì cũng đều chỉ là một tấm gỗ mà thôi. Chúng ta đi tiêu thì phải đi tiêu. Huynh đệ, bây giờ cậu càng ngày càng khôn ngoan hơn rồi. Trước đây ta đã nói rồi, ta coi trọng cậu. Đỗ đại ca, huynh càng nói càng làm đệ thấy khó hiểu. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Được, mời. Đỗ đại ca lần này đến không phải chỉ vì để nhìn tấm biển này thôi sao? Tiêu cục của cậu càng ngày càng lớn mạnh, nhưng có người đang rất khó sống qua ngày đây. Ý của huynh là sao? Như bây giờ các ngọn núi trên toàn quốc hầu hết là các tiêu lộ đều không đi được nữa rồi. Đường đi được, dọc đường đi chỗ nào cũng đòi tiền. Đi có một chuyến tiêu, tiền nhận được còn không đủ để lo lót trên đường đi nữa. Hai hôm trước có hai tiêu cục đã phải đóng cửa rồi. Chuyện này để biết, nhưng mà đệ nghĩ thế đạo sẽ không cứ loạn lạc mãi như vậy đâu. Không phải là Dương Thế Khải đã lên làm tổng thống rồi sao? Chúng ta phải nhìn theo hướng tốt. Ta thì không chống đỡ được nữa rồi. Tiêu sư của Tam Lễ nhiều, bình thường không đi vận chuyển tiêu thì đi trong nhà hộ diện cũng còn có chén cơm ăn. Nhưng bây giờ những đại hộ đó đều tìm những kẻ làm lính đứng giữ hết rồi. Chúng ta thì chỉ có thể đứng nhìn vậy thôi. Đều là do binh biến loạn lạc gây ra. Không có tiền lương, chi phí hàng ngày lại quá lớn. Để nói xem ca ca ta phải làm thế nào đây. Đỗ đại ca, Tam Lễ tiêu cục của huynh là tiêu cục lớn nhất ở kinh thành, có khó đến đâu cũng phải chống đỡ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà không có tiền, lấy cái gì để chống đỡ? Trên dưới mấy trăm người, ai có thể bớt ăn được một bữa? Vậy huynh tính như thế nào? Thì không phải ta đến đây tìm đệ rồi đây sao? Đệ phải giúp ca ca một tay. Đỗ đại ca, huynh nói đi. Thế đạo bây giờ, ta càng ngày càng thấy không ổn nữa rồi. Ta muốn dừng tiêu cục lại.
dừng lại. Ta ở bên ngoài vẫn còn có việc làm ăn khác. Tập hợp lại vẫn có thể nuôi dưỡng được mấy chục miệng ăn, nhưng nhiều hơn thì lại không được. Nhất là những tiêu sư đi cùng ta từ Nam ra Bắc. Để nói xem đã đi cùng ta nhiều năm vậy rồi. Để nói, Đỗ đại ca, huynh đừng nói nữa. Để hiểu ý của huynh rồi. Nếu như tiêu sư của Quý Tiêu Cục không chê bai Quảng Thuận Tiêu Cục bé nhỏ này của đệ, chỉ cần bọn họ bằng lòng, thì Lưu An Thuận đệ mời tất cả về đây. Ta nói này đệ đệ, đệ đã giúp ta một việc lớn rồi đó. Đệ yên tâm, việc này ta sẽ không để đệ giúp không đâu. Tam lễ vẫn còn có chiếc xe ngựa, 20 cây súng ta tặng hết cho đệ. Đỗ đại ca, không thể nói như vậy được. Đồ đệ cũng không thể lấy không được, nên bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Chỉ có điều trong tay đệ hiện giờ không có nhiều tiền như vậy, có lẽ phải xin Đỗ đại ca cho đệ quản thêm một thời gian. Xem đệ nói kìa, nếu như ta đòi tiền đệ thì Đỗ Đới Sơn ta còn có thể lăn lộn trong Tiêu Cục ở kinh thành được sao? Đại Tiêu Đầu, tôi quay lại rồi. Đại Tiêu Đầu, Đại Tiêu Đầu, Đại Tiêu Đầu, tôi quay về rồi. Đại Tiêu Đầu, tôi quay về rồi. Đại Tiêu Đầu, tôi quay về rồi. Đại Tiêu Đầu, tôi đây. Đại Tiêu Đầu, Đồng Giác, là tôi đây. Đại Tiêu Đầu, là tôi đây. Là một thanh kiếm thật. Một thanh kiếm còn lại thì là giả. Kiếm thật để ngài thưởng cho người khác dùng. Suy nghĩ chu đáo đó. Hai dạng phát súng đạn có đủ để đánh được một huyện nhỏ hay không? Muốn người ta thay đổi cờ hiệu thì cũng phải biểu thị một chút thành ý của chúng ta chứ. Nhưng mà thành ý này có lớn quá rồi không? Vậy không phải là để người ta nắm được cán hay sao? Lời của tham mưu cao tôi không hiểu. Đoàn trưởng Diêm, nếu như là tên Lộ Tâm Sơn kia nhận đồ rồi không chịu thừa nhận, vậy hát không phải chúng ta mất cả chì lẫn chạy hay sao? Đến lúc đó trách nhiệm này ai sẽ gánh đây? Tôi gánh. Lữ đoàn trưởng Vũ, nếu như sự việc không thành, tôi bằng lòng để ngài xử phạt. Nhìn xem kìa, Diêm lão đệ là một người có trách nhiệm. Tham mưu cao à, tham mưu cao à, ta thấy anh lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi. Diêm lão đệ đã muốn biểu thị lòng thành ý, vậy thì biểu thị. Nhưng đạn dược không thể lấy đi từ quân doanh. Diêm lão đệ, cậu dắt giả đi Bắc Kinh một chuyến. Dân. Còn nữa, đội ngũ trên Hạt Tử Lĩnh có thể không xuống núi, nhưng Lộ Tông Sơn bắt buộc phải đến đây tiếp nhận quân hàm mà chính phủ trao cho. Yên tâm, tôi sẽ mở máy xuống. Diêm lão đệ, sau khi xong chuyện này, cậu sẽ lập được đại công rồi. Tôi sẽ thỉnh công với cấp trên cho cậu. Cảm ơn Lữ đoàn trưởng Vũ cất nhắc. Nếu như Diễm Mộ có thể may mắn thành công, cũng là do Lữ đoàn trưởng Vũ ngài có công đào tạo. Diêm lão đệ, cậu là người hiểu chuyện, cậu làm việc, tôi yên tâm. Nếu như thay đổi cờ hiệu thì đại đương gia cũng phải đến tham gia nghi thức chứ. Không phải là Hồng Mông Yến đấy chứ. Đừng nói linh tinh, con đùa thôi mà. Chỉ cần đại đương gia tin tưởng tôi, nếu đoàn trưởng Diêm đã có thành ý như vậy, vậy ta cũng không thể không thể hiện gì được. Chỉ cần hàng vừa đến, ta sẽ lập tức xuống núi. Được, đại đương gia thật là người sảng khoái. Đại đương gia, Diêm Mỗ vẫn còn một lời thỉnh cầu. Cậu nói đi. Tôi muốn mời đại tiểu thư đi Bắc Kinh một chuyến với tôi. Một là các vị hảo hán trên dọc đường đều có thể nể mặt chúng tôi. Hai là tôi muốn mời Quảng Thuận Tiêu Cục áp tải chuyến hàng này. Đại tiểu thư với Quảng Thuận Tiêu Cục có giao tình, dễ làm việc. Nha đầu, đây là ý của đoàn trưởng Diêm hay là ý của con thế hả? Xem người nói kìa, con vẫn còn chưa có đồng ý đi hay không mà. Đích thực là ý của Diêm Mỗ. Người xem, đi cùng với đoàn trưởng Diêm thì phải tuân thủ quy định, đừng có giống như trước đây rước thêm bao nhiêu phiền phức. Người đồng ý cho con đi rồi à?
Đa tạ đại đương gia. Ai dám bắt người của ta, giết người của ta? Muốn tạo phản à? Lữ đoàn trưởng, tập hợp bộ đội công đánh Hạc tử lĩnh. Lữ đoàn trưởng à, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ công đánh Hạc tử lĩnh. Bọn chúng bắt mất con hát nổi tiếng mà ta mời. Lữ đoàn trưởng à, quân tử báo thù, chờ thời cơ hành động. Bây giờ công đánh Hạc tử lĩnh e là không có dễ như vậy đâu. Thà đợi sau khi Lộ Tông Sơn xuống núi, chúng ta sẽ diệt cỏ tận gốc. Ta vốn dĩ chỉ định làm giả thôi, nhưng là ép ta phải làm thật rồi.